Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Sóc Bay Úc Helsing, kênh YouTube chính thức của trại Sóc Bay Úc Helsing. Hôm nay mình sẽ tiếp tục báo giá ba bé Sóc Bay Úc giá rẻ cho các bạn lựa nhé. Cả ba bé đều chưa mở mắt, nên shop chỉ bán cho bạn nào đã biết chăm sóc chưa mở mắt thôi. Còn các bạn chưa biết chăm sóc nhỏ thì có thể gửi tiền cọc trước để giữ sóc. Bên mình sẽ chăm sóc cho tới khi sóc có thể tự ăn được và gửi hàng cho các bạn. Vì số lượng dòng giá rẻ có hạn nên bạn nào cọc trước thì mình sẽ giữ sóc cho bạn đó nhé. Ok, và bé đầu tiên trong hình là bé cái dòng no mờ. Bé này có giá 1,4 triệu nhé. Bé tiếp theo là bé được dòng Mosaic Ring, từ bé này có giá bán 1,6 triệu nhé. Bé tiếp theo là bé được Lime Mosaic, với 4 chân có đốm trắng, bé này có giá bán 1,4 triệu nhé. Ngoài kênh YouTube Sóc Bay Úc Helsing, bên mình còn có kênh TikTok Thú Cưng Sóc Bay Úc. Trang fanpage Facebook Thú Cưng Sóc Bay Úc đều là những kênh chính thức của trại Sóc Bay Úc Helsing. Các bạn cần mua hàng sỉ và lẻ vui lòng liên hệ về trang fanpage Facebook Thú Cưng Sóc Bay Úc giúp mình nhé. Đối với đơn hàng mua sỉ thì giá sỉ sẽ được áp dụng cho đơn hàng mua, với 4 bé trở lên sẽ được tính giá sỉ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích xin hãy cho mình một đăng ký, follow, một like, một tim, một chia sẻ và bình luận ý kiến của bạn ở phía dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip báo giá Sóc Bay Úc lần sau.